Ok luôn anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những clip về auto chat ở trên kênh Game Today. Ngay đầu game đã cho tôi 3 con ếch rồi, tôi có thể lên được 2 sao đấy, nhưng mà tôi không chơi. Tôi không lóc lại. Tôi đã có cái ý định của riêng tôi rồi, ở trong cái trận đấu này rồi. Một trong cái đội hình mà nó mới quay trở lại gần đây và tôi rất là đam mê, rất thích chơi. Thế nên là tôi sẽ không lóc lại nha anh em nhé. Ok. Chắc chắn là nó sẽ không phải Witcher đâu. Witcher tôi chỉ chơi một clip để cho anh em xem thôi. Coi như là một cái nhận định về meta này, nó đang là Witcher, nó đang khá là khỏe. Và các anh em mà đang chưa lên được Queen thì anh em có thể chơi cái bộ Witcher để lên rank cho nó dễ nha anh em nhé. Rất là dễ chơi đấy, dễ chơi dễ trúng thưởng. Cứ chơi Witcher kết hợp với Glacier hoặc là Witcher kết hợp với Druid ấy. Hai cái bộ đấy rất là ok. Ngoài ra thì anh em cũng có thể chơi Hunter cũng được. Hunter này hoặc là Beat trong cái giai đoạn này thì cũng rất là ok. Ngoài ra thì còn có Assassin quay trở lại. Mấy cái bộ mết bắn trưởng thì vẫn chơi được nha anh em nhá. Năm rồng 9m hay là năm rồng 6m đều chơi được. Rồi thì mết Shaman vẫn là những cái bộ rất là ok để leo rank. Đó, xoay quanh mấy cái bộ đấy thôi. Còn anh em muốn độc dị lạ thì anh em có thể chơi sang là Warrior, Clive. Đó là những cái bộ mà anh em tưởng chừng như mấy cái meta trước thì nó là những cái bộ rất là cơ bản, rất là thông dụng, rất là coi như là phổ biến ở trong rank. Thì bây giờ nó thành độc dị lạ hết rồi. Anh em có thể lựa chọn là chơi Clive nếu mà anh em muốn là một mình một đường nha anh em nhá. Ra Dominator này, ra Dominator sớm chơi Glitter luôn. Ok. Cũng được. Thế thì Glitter thôi nhỉ. Đồ này chơi Glitter thì cũng nói chung là cũng ok. Không đến nỗi đâu. Creator ở trong meta này thì nếu mà chơi với cả Witcher ấy thì nó cũng hơi hơi đuối đấy anh em ạ. Nếu mà chơi Creator mà anh em chơi thì anh em sẽ phải ở trong đội hình, nó sẽ phải bắt buộc nó sẽ phải có cái con Zerso. Và nếu mà sắm được cái gương cho nó thì càng tốt. Đấy. Chơi cái bộ Creator thì sẽ phải là như thế. Còn nếu mà không có Zerso thì rất dễ rất khó chơi. Rất dễ là bị úp sọt bởi cái bọn Witcher. Bởi vì chúng ta chưa kịp là tung trưởng thì có khi là Dominator đã bị chết rồi. Mà kể cả nếu mà Dominator mà không chết mà úp được cái lồng xuống ấy thì nó sẽ rơi vào cái trường hợp là Dominator nó bị úp chậm quá. Tức là đồng đội chết hết rồi mà úp được cái lồng thì nó cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Cái bộ Glitter nó mạnh ở cái chỗ là cái lồng nó được úp sớm và có cái khoảng thời gian, trong cái khoảng thời gian úp lồng ấy giết được khoảng 3-4 con của đối thủ. Thì gần như nó sẽ là một cái câu chuyện, nó là 8 đánh với cả 4 hoặc là 8 đánh với cả 5 thằng. Thì rõ ràng là hơn lợi thế về mặt số lượng thì nó khỏe. Đấy, Dominator nó hơn nhau ở chỗ đấy. Chứ còn nếu mà để đối thủ có thể là skill giết chết hết được quân của chúng ta trước khi mà úp lồng được thì rõ ràng là thua rồi. Lúc đấy sẽ không còn một cái chút lợi thế nào nữa. Dominator bây giờ chỉ có mỗi một cái kiểu chơi đấy thôi. Đấy là clear nhanh và úp lồng nhanh bằng cái việc tăng mana nhanh, bắn trưởng nhanh. Đấy. Những cái con bắn trưởng cho vào là chủ yếu. Chứ còn đánh tay ở trong cái bộ Glitter này bây giờ đuối lắm rồi. Nếu mà chơi đánh tay thì khả năng là lồng không úp được. Đấy, mà lồng không úp được thì là toang. Chính vì thế nên là đầu game anh em thấy là tôi lấy rất nhiều đồ tăng mana. Bây giờ mà chơi với Witcher là full mana luôn đầu game anh em ạ. Bởi vì là meta Witcher mà. Lúc nào cũng sẽ có 3-4 nhà chơi. Mà gặp cái bộ Witcher là phải tung trưởng, ưu tiên là sẽ phải là tung trưởng sớm. Đồ mana là cũng phải là ưu tiên đầu tiên, sau đó là đến những cái đồ khác. Đồ đánh tay là ưu tiên sau. Chủ yếu là đồ tăng mana thôi. Tăng mana với cả các cái đồ AOE. Phòng thủ AOE rồi thì kháng phép AOE. Vì cái bộ này nó hay đứng tụm lắm. Nếu mà xếp tỏa ra thì cái bộ này nó yếu. Đấy, mà đứng tụm vào góc thì nó sẽ bị cái là bị những cái nhà bắn trưởng ấy, nó dồn đam rất là kinh khủng. Đó chính là cái lý do tại làm sao mà cái bộ này bây giờ là nó sẽ phải là lấy những cái món đồ phòng thủ AOE.
Mà nói một thôi một hồi cho anh em về cái vụ lấy đồ của cái con Gladiator này, cái bộ Gladiator này, thì tôi mới mới thấy là bây giờ game này nó thực sự là lý thuyết của nó nhiều thật sự luôn. Quá nhiều lý thuyết về cách lấy đồ này, cách lấy đồ theo đội hình của chúng ta chơi rồi, nó đã đành rồi. Lấy đồ theo tướng co nó đã đành rồi. Đấy, mà đây bây giờ còn lấy đồ theo meta nữa, lấy đồ theo đối thủ nữa. Thực sự là quá nhiều lý thuyết luôn. Đội hình cũng đấy, xếp đội hình theo đội hình chúng ta đang chơi này, xếp đội hình counter đối thủ này đấy, bây giờ lại còn xếp đội hình theo đồ nữa. Dã man, quá nhiều lý thuyết cho một cái con game anh em nhỉ. Bây giờ cái tầm con game phát triển 5 năm bây giờ nhiều lý thuyết quá rồi. Bản thân là chỉ cần một line up thôi, duy nhất một cái line up Greater này thôi mà nó đã một đống những cái thứ mà chúng ta phải nhồi nhét vào đầu rồi. Quá nhiều lý thuyết luôn. Chơi con tướng gì kết hợp như nào, đâu phải là meta nào nó cũng chơi giống nhau đâu anh em. Có phải là Dominator cái bộ Gladiator này nó chơi là y hệt nhau đâu. Đấy, mỗi một cái trận đấu phải lựa chọn mỗi cái con tướng phù hợp, mỗi cái meta, mỗi cái mùa gặp những cái đối thủ mạnh như nào lại phải lựa chọn những cái con tướng khác nhau vào trong cái bộ này. Có một khoảng thời gian anh em sẽ thấy là cái bộ Greater này nó sẽ là cái con tướng co, nó là con Berserker, nó là con Medusa, con Siren ấy. Đấy, nhưng bây giờ không. Đây bây giờ có Siren tôi có thèm chơi đâu. Không anh em ạ. À. Bây giờ nó lại không chơi con Siren cơ. Chứ còn tôi nhớ là cách đây khoảng 2 mùa hay là 3 mùa gì đấy, cái bộ Greater là nếu mà cái con Siren này mà ra là gọi là cực kỳ hên luôn. Ra Siren sớm là chắc chắn là mua vào chơi là đánh chuỗi thắng rồi. Đấy, Siren lúc nào cũng sẽ làm co trong cái bộ Gladiator. Nhưng mà bây giờ thì nó khác xa rất nhiều rồi. Đấy, mùa meta chỉ cần là 2 mùa thôi, 3 mùa là cái cách chơi của một cái bộ này nó đã cũng đã khác, nó đã không hề sống như trước đây rồi. Thế nên anh em nào mà chơi ngày trước chơi cái bộ Gladiator này, kể cả từ cái lúc mà Gladiator này nó đã ra đời và anh em chơi đã rất thông thạo rồi. Anh em chơi qua 3-4 mùa anh em chơi Greater rồi, sau đó anh em nghỉ 1-2 mùa, bây giờ anh em quay trở lại anh em chơi Greater, anh em chắc chắn anh em bị bỡ ngỡ luôn. Bởi vì làm sao bây giờ nó không chơi bằng con ốc nữa, nó không chơi bằng con Medusa nữa, mà bây giờ là Shadow, đấy là Berserker, đấy rồi là Phong Vũ. Đấy, nó thế cơ anh em ạ. À. Nó lại như thế cơ. Mỗi mùa nó lại có một kiểu, nó không giống như những cái mùa trước. Thế nên là nếu mà anh em mà chót là nghỉ một mùa anh em quay lại thì anh em như người mới luôn. Anh em lại phải tìm hiểu từ đầu. Tất nhiên là anh em có cái gốc rồi. Có cái gốc thì tôi không nói. Anh em cũng đã có cái biết được những cái mặt tướng, biết các con tướng nó có những cái skill gì. Đấy, biết cách là mua xây dựng đội hình. Đấy, form bài. Rồi roll như nào, hyper roll như nào, xả tiền như nào, giữ tiền như nào. Nếu mà anh em chơi khoảng chục mùa thì anh em biết. Anh em nghỉ 1-2 mùa thì cũng không có phải là tìm hiểu lại về những cái đấy nữa. Nhưng mà đối với những cái người mà người ta chưa biết những cái đấy, những cái người mới ấy, tôi nói là những cái người mới thì thôi, thực sự là nó là cả một cái bầu trời tri thức, một cái kho tàng kiến thức luôn, rất là đồ sộ ở trong con game này. Thực sự là quá nhiều kiến thức trong một con game. Mà bây giờ ấy, tôi làm YouTube mà tôi cứ ngỡ là bây giờ là tôi làm video ấy, để tôi làm cho các anh em, để anh em khi mà tôi nói hay tôi chơi ấy, là anh em tự hiểu, nhưng mà không, thậm chí là anh em không hiểu. Bởi vì có rất nhiều người mới xem kênh tôi và anh em hoàn toàn anh em không hiểu là tôi đang chơi cái gì, tôi đang làm cái gì, nó quá khó. Đấy, thế nên là có khi là sắp tới là cũng phải làm lại. Làm lại theo cái kiểu là chơi đến đâu thì nói cái đấy, chơi như nào, có ý định làm cái gì là cũng phải nói ngay từ cái thời điểm mà mình chuẩn bị làm. Đấy, hay tại sao lại mua con này, tại sao mua con kia, hay là chuyển bài như thế nào mà tại sao lại không chuyển, hay là tại sao lại lấy cái đồ này đồ kia. Có khi là phải coi như là nói tường tận như thế anh em ạ, để cho các cái anh em mới vào, anh em xem ấy, các anh em mới chơi trò này em tiếp cận được với những cái video clip của tôi. Chứ tôi nói thật với anh em là cái flop ở trên kênh này này, một phần cũng là do là tôi đổi tên kênh, nhưng mà một phần cũng là do là gì, là mình ít nói những cái đấy.
Mình bây giờ kiểu làm lâu rồi nên là cứ mặc định là những cái đấy là các anh em xem là biết hết rồi, nhưng mà thực ra không phải. Đấy, cái người mà người ta biết hết rồi ấy, thì thực ra có thể là bây giờ người ta đã nghỉ game rồi. Còn những cái người mới người ta vào xem ấy, thì người ta thực sự người ta không hiểu mình đang nói cái gì. Đấy, nó như là vịt nghe sấm luôn. Thực sự là người ta không hiểu là mình đang chơi cái gì, người ta không hiểu là mình đang có ý định là làm cái gì. Đến bây giờ nhá, tôi đang chơi như này, anh em liệu rằng anh em có hiểu là tôi đang chơi cái gì không? Anh em vẫn đang nghĩ là tôi đang chơi Gladiator đúng không? Đấy, nhưng mà lại thực ra nó lại là không phải anh em ạ. Nếu mà tôi không nói đi chắc là anh em vẫn nghĩ là tôi đang chơi Gladiator. Đấy, vì từ từ nãy giờ tôi toàn nói về Gladiator mà đúng không? Đó, chính vì thế nên là nói thật với anh em là những cái anh em mới mà xem thì chắc anh em chịu luôn. Khó lắm anh em ạ. Rất khó hiểu. Đó, thế nên là có thể là sắp tới những cái video clip của tôi nó sẽ theo thiên hướng, nó sẽ là dành cho những cái anh em mới. Dã man. Nó vừa cho người cũ vừa cho người mới mới khó đấy. Nhưng mà chắc là sẽ phải nói nhiều hơn, chắc là sẽ phải phân tích nhiều hơn, chắc là sẽ phải nói kỹ hơn. Đấy, làm gì, chơi như nào, mua tướng này nó có skill gì, đấy, lên 2 sao hay là 3 sao không, có làm co được hay không, làm support hay là như nào. Tôi nghĩ nó sẽ là như thế đấy anh em ạ. Đấy, anh em thông cảm nhá. Bây giờ là phải làm game cái tựa game này nó phải như thế anh em ạ. Nếu không là những cái người mới người ta không tiếp cận nổi anh em nhá. Đấy, và nhân tiện đây tôi cũng xin được chia sẻ với anh em. Ngày hôm nay tự nhiên lại xem được một cái clip ở trên kênh Game Cực Hay, có một cái tựa đề ở trong video clip mà khiến cho tôi không thể không ấn vào xem. Cái tựa đề ở trong cái video clip đó là cái chết của tựa game Autobattle. Thì phải nói thật với anh em là khi mà tôi đọc cái tựa đề đó thì tôi biết ngay là ở trong cái video clip nó sẽ có cái tựa game Auto Chess của chúng ta đang chơi. Đấy. Và trong cái video đó thì nó nói chung về cái tựa các cái tựa game Autobattle nói chung cũng như là game Auto Chess nói riêng. Mà anh em thì cũng đều đã biết là cái tựa game Auto Chess Mobile này nó là cái tựa game mà phát triển từ cái game Dota Auto Chess. Mà cái tựa game Dota Auto Chess thì nó là cha đẻ của cái bộ môn Autobattle này. Đấy, thế nên là tôi rất là tò mò và tôi đã ấn vào tôi xem video clip trong đó người ta nói gì và để xem là liệu rằng cái tựa game này nó đã chết thực sự chưa. Mặc dù là tôi cũng xem trên cái tinh thần là để xem cái người mà người ta không chơi cái trò này này. Đấy, người ta viết những cái bài báo về con game này nó thế nào đấy, mình tò mò là mình tò mò cái chỗ đấy. Đấy, để xem là cái người ngoài người ta đánh giá tựa game cũng như là người ta viết về cái tựa game mình đang chơi, mình đang khai thác thì nó như nào. Thì thấy tôi thấy là họ viết cũng có ý đúng và cũng có ý chưa đúng. Cái ý đúng thì tức là cái con game này này ở cái thời điểm hiện tại ấy, nó không còn là một cái tựa game trend nữa. Nó không còn là một cái tựa game thu hút nhiều người chơi nữa. Đấy. Nhưng mà cái chưa đúng đấy là nó không phải là không thu hút nhiều người chơi bởi vì nó không không hấp dẫn thì không phải. Nó không hề không hấp dẫn. Mà nếu mà những cái người mà đang chơi ấy, như là tôi hoặc là các anh em mà đang gắn bó với trò này thì thấy nó vẫn là cực kỳ hấp dẫn, đấy, cực kỳ hay. Rất nhiều những cái tính chiến thuật, rất nhiều những cái thú vị, những cái pha lật kèo, những cái bất ngờ, đấy, những cái điều bất ngờ xảy ra ở trong game. Và nó hoàn toàn là không phải là một con game nhân phẩm mà nó là một cái con game chỉ khoảng 20% là nhân phẩm thôi, còn tôi nghĩ là 80% là vẫn là kỹ năng. Thì ở trong video clip đó nó có nói là về cái sự phát triển của con game này, tại sao nó không phát triển được là bởi vì nó là game nhân phẩm. Thì tôi nghĩ là nó cũng không phải, nhân phẩm nó đóng một phần nào thôi đấy, chứ không không phải là vì là quá là đỏ đen quá là dựa dẫm vào nhân phẩm mà nó không lên được cái tầm là e-sport. Lên cái tầm eSport không phải là vì cái lý do nhân phẩm đâu. Tôi nghĩ là một phần là vì nhà phát triển họ chưa có kinh nghiệm để có thể xây dựng cái tựa game này trở thành một cái tựa game eSport được. Bản thân tôi là biết được cái điều đấy. Thực ra tôi đã nhận ra từ cách đây khoảng 3-4 năm rồi. Cái hồi mà Dorado có một cái cuộc họp với cả bên Valve ấy để tìm ra được cái phương án là liệu rằng là có hợp tác hay là không. Đấy, và họ đi đến cái kết luận cuối cùng là không hợp tác với nhau và mỗi người phát triển một cái tựa game.
Thì thực ra nếu mà lúc đấy mà về VEO ấy, hai bên cùng bắt tay để cùng hợp tác thì tôi nghĩ là nó sẽ phát triển lên thành một tựa game eSport được. Lý do tại làm sao? Bởi vì là cái ông Drodo ấy, thế ông ấy làm game rất hay. Làm game rất hay. Đấy. Và ông ấy là cái cha đẻ của tựa game này nên ông rất hiểu, có cái quãng thời gian làm và có kinh nghiệm làm về cái tựa game Autobattler rồi. Nên là ông ấy rất có cái kinh nghiệm để mà có thể là phát triển nó trở lên thú vị hơn. Đấy là trong gameplay. Còn về cái việc phát triển bên ngoài ấy, những cái giải đấu thì rõ ràng VEO là hơn hẳn. Đấy, nếu mà cái lúc đấy họ bắt tay hợp tác với nhau thì cái câu chuyện nó đã khác. Đấy, một bên thì là rất là giỏi về mặt phát triển game, nội dung game. Một bên thì rất giỏi về mặt phát hành, phát triển, đưa đến cho một cái cộng đồng, phát triển cộng đồng. Thì cái lúc đấy họ không bắt tay với nhau, dẫn tới cái việc là hai cái tựa game nó tách ra, Underlord, Dota và cái tựa game Auto Chess Mobile mà bây giờ chúng ta đang chơi. Đó, thì Auto Chess Mobile thì vẫn rất hay, vẫn sống được đến bây giờ. Tuy nhiên là họ không vượt trội, họ không phát triển được, họ không nhân rộng được. Và chính vì cái điều đấy nó khiến cho những cái người mới chơi người ta không tiếp cận được với cái tựa game này, vì nó không được quảng bá nhiều. Và nó cũng khó nữa. Nó là một cái tựa game mà ở trong cái clip ấy của bên Game Cửa Hay nói cũng rất đúng. Đấy là nó quá khó đối với người mới. Bởi vì người mới người ta sẽ phải học toàn bộ meta. Bây giờ là 20 mấy mùa rồi, và có rất nhiều những cái thay đổi, rất nhiều những cái update, rất nhiều những con tướng mới, rất nhiều những cái lối chơi, những cái đội hình, những cái kiến thức, những cái chiến thuật mà ngay từ mùa 1 là không có. Đấy, và nó được bổ sung theo từng mùa, từng cái update một mà nó có sinh ra rất nhiều chiến thuật mới, rất nhiều đội hình mới, rất nhiều những cái thứ. Ví dụ như là counter nhau chẳng hạn, hay là đồ, rồi co, tìm hiểu sâu về những cái con tướng. Thì thực sự là một cái người mới chơi ấy, người ta nhồi nhét vào từng đấy kiến thức, nó là bằng một cái kiến. Nói thật nhé, tôi nói thật, nếu mà là tôi ấy, mà tôi đi học ấy, tôi đi học hồi cấp 3 ấy, thì tôi nghĩ là với cái kiến thức ở trong game này ấy, nó sẽ như là một cái kiến thức tổng hợp của toàn bộ cái thời cấp 3 của anh em. Cực kỳ là dã man luôn. Nó quá nhiều thứ để học cho một cái người mới khi mà người ta chưa biết tí gì về tựa game này. Đấy. Sẽ là những cái lớp vỡ lòng, những cái lớp mà bắt đầu học từng cái mặt con tướng, từng cái đội hình ở trong game, từng cái đội hình cơ bản, sau đó là đến kết hợp các cái đội hình với nhau để thành một cái đội hình mạnh hơn. Sau đó là gì? Là học những cái skill của tướng. Đấy, con nào làm co, con nào làm hỗ trợ, rồi con nào vừa làm hỗ trợ vừa làm co. Ui rồi, là phức tạp lắm anh em ạ. Đấy là mình chơi lâu rồi, mình học nhiều rồi, mình đã trải qua và mình học dần dần. Đấy, mình qua từng mùa mình lạp thêm vào một chút thì bây giờ chúng ta mới thấy là nó, nếu mà chúng ta đam mê với bộ môn này và chúng ta gắn bó với nó lâu thì chúng ta mới thấy nó hấp dẫn và nó hay và nó dễ chơi. Chứ còn với người mới thì thực sự là nó quá khó luôn anh em ạ. Bản thân tôi là cái người chơi lâu rồi mà tôi nhìn nhận cái trò này với những cái người mới mà tôi thấy là nó thực sự là khó đấy anh em. Đó chính là lý do đấy. Tại làm sao mà lúc đầu thì nó rất hay, nó thu hút được nhiều người chơi. Nhưng mà dần dần những cái người đấy, người ta lớn lên và người ta già đi. Người ta có con cái, người ta phải lo cho cái cuộc sống mưu sinh, cơm áo gạo tiền. Người ta sẽ không chơi game nữa. Và đòi hỏi là sẽ phải có cái lớp mới ở phía dưới, những cái người mới chơi vào tìm hiểu để chơi. Thì những cái người cũ thì người ta ra đi, những cái người cũ người ta ở lại thì rất ít. Và những cái người mới, người ta biết đến tựa game này, người ta vào người ta chơi một hai lần, người ta chán bởi vì là nó quá khó, quá khó để có thể học được. Trừ những cái người đủ tính kiên nhẫn. Tôi nói thật với anh em, phải đủ tính kiên nhẫn mới để chơi nổi. Không chỉ có cái con game này đâu, mà bất cứ ngành nghề nào cũng thế thôi. Nó sẽ có một cái quy luật lớp sóng sau xô đổ lớp sóng trước. Nếu mà không có người mới, lớp kế nhiệm để tiếp tục kế thừa, tiếp tục phát huy, thì rõ ràng là cái việc trò chơi này nó sẽ đứt cánh giữa đường
nó sẽ đến cái ngày tàn lụi, nó là điều không tránh khỏi. Đấy. Ngành nghề nào cũng thế, chứ không phải chỉ riêng ở trong game này. Những cái người mới bây giờ tiếp xúc với cả con game này thực sự là nó tiếp cận nó quá khó. Như trong video clip của Game Cực Hay ấy, nói rất chuẩn. Cái việc là khi mà một cái người mới người ta vào, người ta bị vập vào quá nhiều thứ, một cái kho kiến thức quá đồ sộ vập vào người. Đấy. Rất nhiều những cái kiến thức, rất nhiều những cái chiến thuật, rất nhiều những cái lý thuyết mà không thể nào có thể học được trong vòng 1-2 ngày. Có khi là sẽ phải mất tới hàng tháng trời, thậm chí là 2-3 tháng trời mới có thể là tiếp nhận được kiến thức cơ bản. Đấy, chứ còn để mà đánh hay, để mà tìm hiểu sâu, am hiểu về cái bộ môn này thì thực sự là nó còn phải mất một thời gian rất dài. Thậm chí là những cái người như tôi chẳng hạn, chơi 5 năm nhưng mà chỉ một cái update thôi là đã phải tìm hiểu lại từ đầu rồi. Đấy, như cái đợt big update vừa rồi ấy, anh em cũng thấy là big update vừa rồi là gần như là chúng ta sẽ phải như một cái người mới tìm hiểu lại hết. Cả về cái việc là ghép đồ lẫn các cái chiến thuật ở trong game nó cũng đã thay đổi hoàn toàn. Như cái đợt big update vừa rồi ấy, cái cách ghép đồ đã thay đổi 100% luôn. 100% mà. Đó. Và nó sẽ ảnh hưởng tới cái lối chơi. Nó sẽ ảnh hưởng đến khoảng 30-40% cái lối chơi ở trong game. Đấy. Mặc dù là game rất hay, Dorodo làm rất hay, nhưng mà họ chưa biết cách tiếp cận cái người mới. Phải nói thật là như thế. Nhận xét công tâm là game thì rất hay, chiến thuật rất là cao, nó khó và nó rất là hay đối với cả những cái người biết chơi và không hay với những cái người không biết chơi. Sai lầm chí mạng của Dorodo là không tiếp cận được với cái người mới thôi. Còn bên TFT nó lại làm được cái điều đấy. Họ tiếp cận được với người mới. Đấu trường chân lý thực sự là, nếu mà nói là những cái người mới chơi, người ta tiếp cận vào, người ta học game ấy, nó dễ hơn nhiều. Nó dễ hơn, nó dễ tiếp cận hơn. Đó. Và nó có một cái là mỗi mùa nó có thay đổi. Nó thay đổi rất là nhiều, để khiến cho những cái người cũ ấy, người ta cũng sẽ phải bắt đầu lại từ đầu giống như những người mới. Nó lấy được cái sự cân bằng giữa cái người mới chơi và người cũ. Nó sẽ không có cái sự khác biệt nhiều giữa hai cái lớp người chơi đi trước và đi sau. Nó cũng là một cái tiếp cận rất hay mà bên này không học tập được. Ngoài ra thì cái việc kinh doanh của bên Dorodo này có vẻ như là, tôi thấy là đang có chiều hướng là kém đi. Đấy. Do cái nguồn tiền vào ấy, cái việc mà bán đồ, bán skin ấy, nó không hiệu quả. Có thể như là cái bộ môn này nó bán đồ, bán skin nó cũng khó hơn so với cả những cái bộ môn khác. Ngay từ bản thân tôi rút ra thôi. Đấy là khi mà tôi chơi con game này thì tôi thực sự tôi không thích dùng skin đâu. Skin mặc dù nó rất là đẹp, nó rất là bóng bẩy, rất nhiều hiệu ứng để khoe, nhưng mà chính những cái thứ đấy ấy, nó lại làm cho tôi không thích. Bởi vì làm sao? Bởi vì nó rất là hoa mắt, nó rất là khó nhìn. Và khi tôi roll ấy, thậm chí là có nhiều lần tôi sử dụng những cái arc của các cái anh em mà cho tôi mượn ấy, là tôi có rất nhiều skin thì tôi không quen, và tôi đã bị coi như là để lỡ mất những cái con tướng mà tôi roll ra. Đấy. Rất nhiều lần như thế rồi, nên là tôi là kể cả tôi có mượn cái arc của người khác tôi chơi ấy, là tôi cũng phải tháo hết skin ra mà. Anh em nào cho tôi mượn arc là anh em sẽ biết cái điều đấy. Tức là tôi dùng những cái arc tôi mượn vào để tôi thi đấu các cái giải các thứ đấy. Là tôi hay mượn arc của các anh em. Thì khi mà tôi mượn arc của các anh em thì thường là tôi sẽ lột hết đồ ra luôn. Tôi lột đồ và tôi thậm chí là tôi còn thay cả cái bàn cờ cho sang cái bàn cờ mà tôi hay dùng cơ. Chứ còn tôi cũng không sử dụng cái bàn cờ của các anh em. Tôi cũng không sử dụng cái skin của các anh em. Đấy, nên là cái việc skin để bán được ấy, sẽ có khá nhiều người giống tôi. Tức là mình chơi thì mình cần phải thuộc cái mặt tướng, nó đã khó rồi, bây giờ thay đổi skin ấy, những cái con tướng nó cũng thay đổi hình dáng loạn hết cả mắt ra, không biết là cái con nào với con nào cả. Đấy. Kể cả bản thân tôi nhá, tôi là làm về nội dung thì tôi cũng phải là sử dụng là những cái bản gốc của những cái hình dáng của con tướng đó. Chứ còn nếu mà tôi làm nội dung và tôi sử dụng skin ấy, thì các anh em nhìn vào, các anh em, nếu mà các anh em mới chơi ấy, các anh em xem, các anh em cũng không biết, đúng không? Các anh em mới vào, các anh em còn tướng bản gốc còn chưa có lắm được là nó là những cái con gì.
mà bây giờ thay skin vào thành những cái con mặc skin nữa thì đâm ra là các anh em chả biết là tôi đang chơi những con gì cả. Đấy, thế là nó có hai lý do để tôi không sử dụng cái skin ở trong những cái video clip của tôi, cũng như là tôi chơi là tôi cũng không sử dụng. Và chính cái điều đấy nó dẫn đến cái việc là gì, là họ sẽ khó bán skin hơn. Đấy, họ không bán được cái skin thì rõ ràng là họ sẽ không có doanh thu, và họ chỉ thu tiền được ở cái đấy thôi. Bán skin rồi bán bàn cờ, bán battle pass thì là cũng liên quan đến cái việc là làm đẹp. Đấy, mà một cái con game thì như kiểu dạng đối kháng như này thì chỉ có thể là làm đẹp thôi, chứ còn nếu mà để mà bỏ tiền ra để mà tăng sức mạnh thì coi như lát game luôn. Đấy, bỏ tiền ra để mà được cái lợi thế nó gọi là gì, pay to win ấy, thì rõ ràng là cái con game này nó lát từ lâu rồi. Đấy, nó lát từ lâu rồi, nhưng mà tất nhiên là người ta sẽ không làm được như thế. Người ta chỉ có thể làm được là gì, là làm đẹp cho game thôi, bán skin này rồi bán bàn cờ để làm đẹp cho game. Gần đây thì có bán thêm cái thẻ bảo hiểm để giữ rank, thế thôi. Nói chung là nó có ít nguồn thu ấy, dẫn tới cái việc doanh thu nó bị sụt giảm và không có tiền đầu tư cho game, không có tiền để marketing cũng như là củng cố cái nguồn nhân sự phát triển game. Random à? Ok, chưa lấy được cái đồ ngon nhỉ. Rồi lên 10 xả tiền kiếm bom với máy bay rồi anh em ạ. Chỗ này ra bom máy bay hơi muộn. Đây rồi. Ok. Đủ 6 goblin 6 mech rồi đã. Tầm này lên cái bộ này nó hơi muộn. Không biết là có ăn được thằng nào không. Bình thường chơi cái bộ này này, lên khoảng tầm round 16 ấy, up lên 8 mà hên hên ra là con bom ở cái round 16 ấy, thì lúc đấy mới ngon. Và bây giờ tầm này nó là round 26 rồi, nên là cái tầm này là địch cũng khá là mạnh. Hy vọng sẽ ăn được một round. Chỉ cần ăn được một round thôi là kiếm được 5 đô 2 sao thì là ngon. Chưa chắc đã ăn được thằng này. Không có lượng đam, không có đam để xuyên giáp bọn này. Vãi cứt ạ, già mình già hai quẹt của nó không mất máu, quẹt trưởng không mất máu. Già nó già một sao mà nó quẹt một phát bay toàn bộ đội hình. Điều thật sự. Thề. Vẫn đánh chưa thua này anh em này. Goblin nó như thế đấy anh em ạ. Chơi bộ Goblin nó như thế. Thôi phải xả hết tiền thôi, biết làm nào. À đây rồi, được. Battleman được. Phải có con này mới chơi được. Già không ăn thua. Thậm chí là già 2 sao không bằng Battleman 1 sao cơ. Gây đam xuyên giáp nó vẫn mạnh hơn. À, tôi sẽ đổi cái món đồ Kira nha anh em nhá. Tôi sẽ kiếm cái Kira. Ok. Rồi. Phải có Kira thì mới chơi được anh em ạ. Bộ Goblin nó quay trở lại cũng là vì cái món đồ Kira này đấy. Chứ còn nếu mà không có Kira thì không chơi được đâu. Ok, lại gặp Clay này. Nhưng mà lần này có Kira rồi, nó có khác không? Đấy, khác luôn đúng không anh em? Khác biệt luôn, anh em nhìn nào, con máy bay nó bắn nó đau. Rõ ràng là có cái sự khác biệt. Vừa nãy gặp Clay không gây ra đam, nhưng mà bây giờ thì chúng ta có thể gây đam rồi. Ok, vậy là có cái tinh hoa đầu tiên. Kiếm con máy bay 2 nhỉ. Roll phát. Hy vọng. Ui giời. Thôi không sao, cũng ra được Battleman thêm con nữa, máy bay thêm con nữa. Nhưng mà phải, đòi hỏi là phải chiến thắng một round nữa. Phải chiến thắng một round nữa thì mới được. Thôi bán cái con này đi. Lick không có slot cho con Lick đâu anh em ạ. Tí nữa thay cái con Khan vào để chúng ta có một cái con hiến tế mạnh. Con hiến tế để cho Kira luốt thôi. Con Khan này là con hiến tế rất là ngon. Cái lượng đam của nó to và dễ có thể lên được 3 sao. Đấy. Nó rất dễ lên 3 sao. Nó giảm cái chi phí lên 3 sao xuống là chỉ còn có là bình thường là 9 con. Nhưng mà
chơi cái con này chỉ có 4 con thôi là lên được 3 sao rồi. Bad Omen lên 2 sao này. Ok. Bad Omen lên 2 sao trước à. Bad Omen lên 2 sao được rồi. Con này gánh đấy anh em ạ. Bad Omen này khỏe lắm. Nếu mà có đồ là con khỏe nữa cơ. RO này rồi thì sách. Bad Omen này là một trong những cái con mà triệu hồi khỏe nhất ở trong game luôn. Khỏe nhất luôn đấy. Gấu cũng không tính tiền. Gấu 4 đô không thể bằng con này. Con heo cũng không thể bằng con này được. Bad Omen này có điều là cái cooldown của nó hơi lâu thôi, nên là nó không kết hợp được với God. Không kết hợp với bộ God. Còn lại thì nếu mà kết hợp với những cái bộ như kiểu bộ beat các thứ rất mạnh. Nếu mà không kết hợp được với bộ beat thì kết hợp với bất cứ bộ nào nó cũng đều mạnh cả. Đấy, nó phụ trợ đam rất là khỏe. Bad Omen nó thả cái hai con đệ vào cái là gần như là giải tán đám đông rồi. Việc còn lại cho máy bay thôi. Quá tuyệt vời, lại có tinh hoa rồi này. Nhưng mà thao này tạm thời nghỉ đã anh em nhá. Round 30 rồi. Round sau cầu trời khấn Phật cho tôi có máy bay 2 sao là yên tâm luôn. Là lúc đấy cứ tàng tàng tích tiền lên 50 tiền, sau đó thì roll dần ra cái con máy bay 3 sao thôi. Đấy, bây giờ chắc là cũng không sợ nhà nào nữa rồi. Có một nhà cũng chơi Goblin nè. Ra được máy bay 2 sao với cả bom 2 rồi. Căng phết nhỉ. Trận này cũng có người chơi Goblin luôn. Goblin bây giờ nó khá là mạnh nên là cũng có nhiều người người ta chọn cái bộ này. Ra được cả Ngộ Không luôn. Ra Ngộ Không 2 sao. Căng phết. Thằng ấy nó cũng kiếm được công nghệ mech sớm ấy, nên là nó roll ra được. Tôi thì tôi có cái bộ 6 mech, 6 Goblin nó hơi muộn. Nó tầm này vẫn chưa được 2 sao. Cái bọn Goblin này mà nó được độ ấy thì nó rất là khỏe. Gần như là không có cái layup nào ăn được đâu anh em ạ. Chỉ cần là ra được con máy bay hoặc là con bom sớm thôi là ngon. Ra muộn thì hơi vất một chút. Để xem nào có đồ gì không. Có cái Defect Orb này cũng chơi được này. Cho Battleman cầm. Cực kỳ khỏe luôn. Hợp lý. Không cần phải đồ cho máy bay đâu. Nhiều khi là đồ cho cái con Battleman này cũng kinh rồi anh em ạ. Cái vấn đề đó là đồ cho con nào thôi. Con nào mà cầm chuẩn đồ thì nó vẫn là co được. Đấy, mặc dù là máy bay có Kira, nhưng mà chưa chắc là máy bay Kira nó ngon bằng là Battleman RO đâu. Battleman RO này, xong rồi sách này, xong rồi máu Echo. Combo đấy cực kỳ hủy diệt đấy anh em ạ. Nó như là một cái trận thiên thạch để hủy diệt sức sống ở trên trái đất ấy. Anh em nếu mà chưa chứng kiến được cái combo đấy thì anh em có thể tìm lại xem những cái video clip cũ của tôi. Tôi đã chơi combo đấy khá là nhiều. Cực kỳ khỏe luôn. Nó chỉ có 3 món đồ là một quyển sách này, một cái RO và cái máu Echo thôi. Nếu mà ngon hơn nữa thì có cái sừng chiến nữa. Cái sừng chiến đồ xanh là cây ấy. Thì cái con này thực sự nó hủy diệt luôn. Cầm ở bất cứ lineup nào nó cũng đều là hủy diệt hết. Rồi, vô tư. Beat giờ không sợ nữa. Tầm này beat thì vô tư rồi. Ây da, vẫn ăn được á. À, gấu assassin có đồ Kira, có búa xét, có chém lan, clear nhanh à. Thế thì đòi hỏi là cần phải có một con máy bay 2 sao thì mới ăn được. Không sao. Chắc là cũng chỉ thua cái thằng đấy thôi anh em ạ. Tầm này chắc gáy phát rồi. Thua luôn. Cay nhỉ. Nhưng mà chắc là không thua được thằng nào khác đâu. Thua mỗi thằng đấy thôi. Nhưng cái thằng khác thì tôi nghĩ là tôi vẫn có thể ăn được. Gặp bây giờ thích nhất là gặp mấy thằng Clyde kìa. Mấy thằng Clyde bây giờ Battleman khỏe rồi thì gặp mấy thằng Clyde vô tư. Thậm chí là cả thằng Goblin nhá. Thằng Goblin, cái con Battleman này nếu mà nó thả được đệ và đệ nó nhảy liên tục ấy, đệ mà nó lổ ra liên tục thì là chúng ta vẫn có thể ăn được nhá. Kể cả là Ngộ Không 2, máy bay 2, bom 2, vô tư. Đấy, nó cứ rơi từ trên trời rơi xuống như thế thì là mạnh. Đệ của Battleman nó cứ rơi liên tục xuống thì là ok. Rồi,
có cái tinh hoa nào này, hy vọng là sẽ có lên được con máy bay. Rồi, máy bay. Ui giời, đen thế. Không ra được con máy bay ạ. Cái nhờ. Không ra được con máy bay 2 sao. Quan trọng lắm. Con máy bay quan trọng lắm. Ngộ không thì thôi nha anh em nhá. Ngộ không không có slot cho vào đâu. Anh em biết tôi thiếu cái gì không? Thiếu cái máu Echo anh em ạ. Tôi đổi cái máu Echo cho con Battleman nhá. Ok. Phải có cái này, phải có cái món này. Cái món này nó sẽ là cái món mà cái con khiến cho cái con Battleman này nó mới thực sự nó mạnh. Thiếu quyển sách nữa thôi. Nếu mà giả sử cho máy bay không lên được 2 sao, chơi bằng cái con Battleman cũng ok. Thằng này chơi Meteorite ạ. Meteorite kẹp với cả Goblin. À, ngộ 02. Ghê nhỉ, ghê nhỉ. Xong rồi. Ok, tinh hoa ở đây rồi. Xin con máy bay nhá. Ui dồi ôi, đây rồi. Quá tuyệt vời luôn. Thôi, ok ở đây anh em ạ. Lên được máy bay 2 sao là ấm rồi. Bây giờ tà tà lên 3 sao thôi. Máy bay 2 sao là sẽ hiến tế được con Khan này. Nó mới tăng được cái sức mạnh lên đáng kể. Bây giờ mà đổi đồ cam thì là ok. Đấy. Bây giờ chỉ có đổi đồ cam thôi. Hoặc là chí ít là một cái đồ tím để kiếm cái quyển sách cho cái con Battleman. Còn sẽ không đổi những cái đồ khác nữa nha anh em nhá. Các cái đồ từ đồ tím trở xuống là tôi sẽ không đổi nữa đâu. Ok rồi. Ê à, ê à, ê à. Thằng giống bếp là kinh đấy. Nhưng mà bạn ơi, Nhưng mà bạn ơi, Battleman khỏe lắm. Đệ Battleman. Ok. Khỏe luôn, cắt chuối được của cái thằng bên beat luôn. Cái thằng chơi gấu assassin cũng đã thua rồi anh em ạ. Ngon lành. Đấy, cái tầm này bây giờ là khỏe rồi. Lên được 2 sao có hiến tế khỏe. Hiến tế 5 đô 2 sao. Rất là khỏe luôn. Bây giờ còn nhà 9m với nhà beat thôi. Nhà 9m thì khả năng là dần dần sẽ chết dần thôi. Mỗi round lọt khoảng 1 con thì là khoảng 3 round nữa là đứt. Vậy chúng ta solo với cái nhà gấu assassin. Và gấu assassin chơi beat thì không có cái cửa đâu anh em ạ. Nói chung là cái bộ assassin với cái bộ beat tầm này không có cửa với cái nhà goblin rồi. Cái tầm này thì chắc chắn là tôi vô địch rồi. Bây giờ chỉ có lên được cái con máy bay 3 sao hay không mà thôi. Anh em nhá, tôi sẽ cố gắng làm một cái content lên cái con máy bay này 3 sao. Để xem là cái sức mạnh của con này khi mà nó lên 3 sao thì cái lượng đam của nó sẽ là bao nhiêu đam. Bây giờ đổi đồ tím nhá, đổi một món đồ tím nữa, đủ rồi. Nếu mà có cái quyển sách cho Battleman thì tốt. Ok. Ui rồi, tuyệt vời luôn anh em ạ. Ôi rồi, rồi. Đấy, thế là xong rồi đấy. Tí nữa cái máu Echo tôi sẽ đổi lại sau, anh em nhá. Cái máu Echo tí nữa sẽ đổi lại sau. Vẫn còn. Sẽ kiếm một con máy bay 3 sao. Và cái con Khan nữa. Cái con Khan cũng sẽ lên 3 sao. Và chúng ta có thể lên được hai con Khan 3 sao cơ. Đấy, hai con Khan 3 sao để hiến tế cho con máy bay. Đam máy bay sẽ rất to. Rồi, thằng Beat để vô tư đi. Trời ơi, anh em nhìn cơ. Mưa sao băng luôn. Nó phải gọi là mưa thiên thạch luôn. Nhưng cái con gấu này có vẻ nó clear là khá là khỏe. Nhưng mà cái quả đấy là tôi nghĩ là cũng may cho cái con gấu này là cái thiên thạch ấy. Cái quả thiên thạch là không rơi vào đầu ấy. Chứ mà nó, nếu mà nó rơi vào đầu con gấu ấy thì con gấu này tôi nghĩ là nó cũng không sống nổi đâu. Battleman thì tôi chưa lên 3 sao nha anh em nhá. Lên 3 sao bây giờ là chúng ta sẽ không có luốt được đâu. Phải đợi đâu.
Đợi một chút. Bao giờ máy bay lên 3 sao thì tôi sẽ up cái con Khan lên 3 sao. Kiên nhẫn chờ đợi một chút anh em nhé. Bình tĩnh. Để chứng kiến cái sức mạnh tối thượng. Sức mạnh tối thượng nó sẽ đến từ một con máy bay 3 sao lướt hai con Khan 3 sao đấy anh em. Hai con là cực kỳ mạnh. Ôi, thằng này không tính tiền rồi. Máy bay có BKB rồi, thoải mái luôn. Ơ kìa, máy bay BKB không ăn được á, điêu thật. Thật là như thế luôn. Ơ kìa, điêu nhỉ. Không phải chứ. Không phải chứ. Ờ, tất nhiên là vẫn ăn được. Rồi. Đây rồi. Ok. Lên một con Khan 3 sao đã này. Ui rồi, nó lại ra Bad Omen cơ anh em ạ. Thế chứ lị. Ok. Lên tạm một cái con Khan 3 sao để lấy slot đã. Rồi, bây giờ không thua đâu. Chắc chắn là thắng rồi. Nhưng mà đẩy có vẻ hơi nhanh. Ui. Bây giờ mà bay không ra thì có vẻ hơi toang ấy nhỉ. Ra máy bay ít quá anh em ạ. Chuyện này ra máy bay ít thật sự luôn. Từng đấy cái công nghệ bách mà mới ra được có 5 con máy bay. Khó nhỉ. Tôi chỉ có lo lắng là cái thằng này nó sẽ đi trước khi tôi lên được cái con máy bay 3 sao thôi. Bây giờ bỏ Bad Omen vào để nhiều là sẽ đẩy nhiều đấy. Ui, vai đái. Chết rồi. Gì con Bad Omen nó đẻ cơ. Đẩy 20 máu luôn. Không ổn, không ổn, không ổn, không ổn. Đối thủ ra sau đi rồi à? Sai lầm quá nhỉ. Làm nào bây giờ? Máy bay này bây giờ chỉ còn một công nghệ mech thôi thì chắc là không roll được lên 3 sao rồi. Khó nhỉ. Hay là round sau bỏ bài ra để cho nó thắng. Round sau tôi bỏ máy bay ra cho nó thắng vậy. Tích tiền một chút roll chay ra con máy bay 3 vậy. Đành phải kiếm bằng cái việc là roll chay thôi. Lần này chắc đổi một món đồ cam nữa. Ui, ra Battleman này. Vớ vẩn lên 3 sao chứ. Không ra luôn ạ. Cay nhờ, run chay thôi. Ra đi. Máy bay này. Cảm giác không được rồi. Thôi. Đồ. Rao này sợ nó đi luôn không nhỉ. Quên mất chưa kịp để bỏ cái con máy bay ra ngoài. Ui mẹ ơi, nhìn cái Battleman nó đẻ cả. Nhưng mà ra được mấy con đệ Battleman này cũng hay. Giúp cho con gấu này nó có thời gian để nó clear. Nó nhảy lên nó chém. Mà vẫn sẽ bị lọt con máy bay thôi anh em ạ. Chắc phải bỏ máy bay ra. Rồi, có tinh hoa rồi. Ba con máy bay nữa cơ à? Căng nhỉ. Ui giời, Battleman lên 3 sao ạ. Vãi cả đài. Bad Omen lên 3 sao cầm sách. Thôi, round này tạm thời chưa 9 con nha anh em nhá. Bad Omen 3 sao cầm sách, cầm RO. Trông nó thấy lực rồi. Không hiểu là với con Bad Omen 3 sao này thì thế nào. Liệu rằng có kết thúc trận đấu này được không? Bỏ hết ra ở đây, chỉ còn mỗi con Bad Omen thôi. Ok, ui thả đệ trông lực phết đấy. Thậm chí rao này còn chưa kịp lấy đồ luôn. Được không? Được không? Được không? Được không?
Ây à, con gấu nó vẫn clear khỏe luôn anh em ạ. Chấp đệ của Battleman lên 3 sao vẫn có thể ăn được. Được, thế thì được đấy. Tôi quyết định là tôi sẽ bỏ bớt bài ra để tôi cho nó thắng đi. Mấy round nữa kiếm thêm máy bay nha anh em nhá. Bây giờ máy bay chúng ta sẽ kiếm bằng việc roll chay thôi, không roll công nghệ nữa. Được, để cho nó thắng đi. Mặc dù là chúng ta có một con Battleman ở đây với quyển sách và cái đồ khá là khỏe, tuy nhiên là cái con gấu của nó có khả năng clear được. Kinh phết nhỉ. Rồi. Rồi, mỗi nào lọt một con gấu được rồi anh em ạ. Ok. Đấy, clear đi, mày clear đi. Ủa? Mà vai đái ạ. À. Anh em nhìn thấy quả vừa rồi không? Quả thầy thiên thạch nó rơi trúng đầu con gấu và chết mẹ luôn. Bay bầu luôn gấu ạ. À. Ôi giời ơi. Khỏe đến như thế là cùng như thực sự là như thế luôn. Battleman 3. Tôi cứ ngỡ là con gấu nó có thể ăn được nhưng không. Cái quả thiên thạch nó rơi trúng đầu cái là thôi, bốc hơi luôn. Khỏe thật sự anh em ạ. À. Thậm chí là đấy là tôi còn bỏ hết đồ ra cho con máy bay ở đấy. Ô thế là hóa ra là máy bay không phải nhân vật chính. Nhân vật chính trong trận này nó lại là cái con Battleman cơ anh em. Biết thế lấy đồ cho Battleman nha. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Nếu mà anh em muốn tìm một cái line up ổn định, mạnh nhất ở trong meta, dễ chơi, dễ trúng thưởng, anh em có thể chọn clip bên trái. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem cái con ốc bất tử trong cái bộ Goblin nó thực sự bất tử như thế nào anh em nhá. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye!